sáng ngày 10 tháng 12 năm 2015, một chiếc container mất lái tông thẳng vào nhà dân bên đường làm sập một phần ngôi nhà, khiến hai người chết và một người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra lúc 5 giờ sáng ngày 10 tháng 12 năm 2015 trên tuyến quốc lộ 22, đoạn qua khu vực ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng. Thời điểm trên, xe container mang biển kiểm soát 57M2593 chở theo thùng hàng loại khoảng 40 feet lưu thông hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh. Khi đến gần cầu Trưởng Chùa, bất ngờ xe mất lái lao qua phải tông thẳng vào nhà dân bên đường, làm chết tại chỗ hai người gồm chủ nhà là ông Đặng Thái Bằng sinh năm 1966 và một người thợ hồ tên là Mang. Hiện tài xế container đã rời khỏi hiện trường, anh Nguyễn Minh Hải sinh năm 1984, may mắn thoát chết trong gang tấc cho biết, anh và anh Mang đang làm thợ hồ tại nhà ông Bằng. Đêm cả hai cùng ngủ lại, đến khoảng rạng sáng thì nghe thấy một tiếng ùn lớn, anh may mắn bị hất văng ra xa và bị thương ở chân. Riêng anh Mang bị thùng hàng container đè lên người. Vụ tai nạn làm mảng tường nhà đổ sập, bên trong nhiều đồ đạc bị hư hỏng. Nhận được tin báo, công an huyện cùng tổ xử lý tai nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành lập biên bản vụ việc và khắc phục sự cố. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được xử lý. Hàng trăm xe mô tô, xe tải, xe khách lưu thông trên tuyến đường bị kẹt do thời điểm và giờ đi làm của công nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.